Đó, vậy được á. Đó mới là miền Tây chứ. Lấy cái quài lấy quài vô rồi. Nè bà lô lên em quậy lên. Ước cho bà lô lát về mang đi. Đi mấy đảo con? Đi hết bốn đảo gì? Bốn đảo. Giờ con đưa con đi vô tẩm, lát nó con ăn bát cơm nha, tại tẩy xong rồi. Ủa chị hướng nhau hay là không đi à? Đi với người sao rồi? Rồi cái nhà của con đi đâu không? Con... Mùa con có nước hả tụi con không vậy? Không không, đi con bận hả con? Con bận hả? Nhưng con nghe bằng cái gì? Theo nước tụi con? Một chiều á. Nói con đi đầu lớn. À đúng rồi. Đi đầu lớn qua phụng phụng xuống cùng đi ăn. Đi hết cái mấy tàu nó tới chiều không vậy? Không không, rồi cái lát đi qua bển có cá sấu đó con. Bắt cá, qua nó bắt cá. Qua bắt mấy con cá sấu. Em rồi, cưa tiền nãy chị đó. Không em, chỉ còn như trong ba lô với sao có 7.000 nè. Đâm gì đâu. Rồi cái lát nữa cái con đi đò lớn đi qua bển con cá sấu. Rồi đi tham quan bển để xuống kia ăn cái trở lại sẽ đi bán con. Lại đi trời ơi. Lát nữa xe rửa nó không rước con, xe điện rước con á. Dạ. Ra cái này chỗ nó đò lớn cái đỏ đó con. Con mình đây rồi. Gì để cho tâm dưới này? Có phiên thầy không? Ừ.